chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, làm thế nào để với một số tiền giới hạn mà chúng ta vẫn có được một không gian sống tươm tất? Chúng ta sẽ có được câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay. Với một phương án thiết kế giá rẻ và một giải pháp chống nóng hiệu quả, đó chính là phủ xanh cho nhà phố. Và trước tiên, Mỹ Nhật muốn mời quý vị ghé thăm một ngôi nhà ở Bình Dương để tìm hiểu câu trả lời. Ngôi nhà tọa lạc trong một khu dân cư mới ở Bình Dương. Nhìn từ bên ngoài, người ta đã nhận ra vẻ khác biệt của nó so với các căn nhà láng giềng bởi hình khối kiến trúc của nó cũng như loại vật liệu xây dựng được sử dụng. Đó là một không gian sống được làm bởi vật liệu chủ yếu là tôn và khung sắt, được lồng ghép trong một khối lưới bao phủ toàn bộ diện tích khu đất rộng 100m². Mặt tiền ngôi nhà được lắp ghép bởi nhiều loại lưới sắt khác nhau. Mảng xanh của dây leo lòa xòa trên mái và rủ xuống mặt tiền tạo sự ấn tượng về một không gian sống thân thiện, gần gũi với thiên nhiên. Những cảm nhận ban đầu từ hình dáng bên ngoài của ngôi nhà cũng là dấu ấn rõ nhất của ngôi nhà này khi bước vào không gian nội thất. Toàn bộ tầng trệt như được bao bọc bởi thiên nhiên với mảng xanh hai bên và khu vườn khá rộng rãi ở phía sau. Phòng khách, bếp và khu vực ăn uống là một không gian duy nhất, không có khoảng cách giữa con người và thiên nhiên, giữa bên trong và bên ngoài. Thưa quý vị, ngồi bên cạnh Mỹ Nhật ngay lúc này đó chính là anh Trần Đình Thọ, chủ nhân của ngôi nhà rất là xinh xắn này. Xin mời quý vị có cuộc trò chuyện ngắn với anh để hiểu thêm về cái quá trình thiết kế của ngôi nhà này nha. Xin chào anh, Mỹ Nhật rất là ấn tượng về ngôi nhà của anh bởi vì nó rất là đặc biệt và lạ. Anh có thể chia sẻ về cái quá trình thiết kế cũng như là ý tưởng ban đầu của ngôi nhà này được không? Tôi có một cái may mắn là tôi tiếp cận được với lại rất nhiều những người là kiến trúc sư và thiết kế nội thất, nên tôi biết được là người nào sẽ là người thiết kế tốt nhất và phù hợp nhất với mình. Với cái ngôi nhà này thì cái người thiết kế là kiến trúc sư Nguyễn Hòa Hiệp, Amos Studio. Thì khi mà trò chuyện với Hiệp thì tôi chỉ có một cái yêu cầu duy nhất là một ngôi nhà, hai phòng ngủ. Phần còn lại thì người thiết kế hỏi toàn quyền quyết định về không gian, về mọi thứ. Và cái yêu cầu thứ hai của tôi là phải gói gọn nó trong một cái khoản chi phí rất là giới hạn, bởi vì khả năng tài chính của mình thì giới hạn. Và cuối cùng thì người thiết kế đã đưa ra phương án như các bạn thấy ở cái ngôi nhà này. Cụ thể là do cái bài toán về chi phí tiết kiệm, thành thử ra là không có làm cái hệ kết cấu móng rồi này nọ nó phức tạp, mà là kết cấu nhẹ thôi, nó đỡ được cái phần móng. Thì ở đây là cái khung kết cấu nó là khung thép và tôn thôi, thì nó cũng giảm chi phí nhiều. Cái vật liệu chủ yếu của ngôi nhà này là bằng sắt và tôn, thậm chí ngay cánh cổng ra vào cũng làm bằng tôn. Vậy thì đây là những cái chất liệu lạ nhưng mà nó cũng là một cái chất liệu hút nóng rất là cao. Vậy khi sống trong nhà thì anh có cảm thấy nóng không? Và nếu có thì cái vấn đề xử lý là như thế nào? Với cái tầng trệt thì nó tương đối ổn, bởi vì bạn thấy là xung quanh cây cối rất là nhiều và gió nó thoáng. Mình thử tầng trệt thì ngay cả buổi trưa thì cũng khả năng nóng thì ít lắm. Nhưng mà ở trên lầu ấy thì người thiết kế đã đưa ra phương án là làm hai lớp, tức là lớp phía dưới là lớp mái tôn, thì nó là bao phủ cho cái không gian sống của mình. Còn trên nữa là cái lớp lưới thép, khung thép này là nó bao bọc toàn bộ ngôi nhà và nó được trồng dây leo để phủ xanh. Khi mà cái dây leo nó phủ xanh hết tất cả rồi thì cái khả năng nóng là nó đã được giải quyết. Như anh chia sẻ là cái yếu tố chủ yếu để bao phủ tạo ra cái độ mát cho ngôi nhà là cái mảng xanh tự nhiên được trồng từ cây xanh. Vậy thì cái việc chọn lựa và xử lý cây xanh nó cũng là một vấn đề cần bàn tới đúng không anh? Bạn cũng thấy là cái ngôi nhà của tôi thì cây xanh nó rất là tự nhiên. Chẳng hạn như là cái dây leo phía trước là cây gấc chẳng hạn, thì nó là do hàng xóm họ đã trồng. Và khi mà nhà mình làm cái dàn thì là hỏi cho nó leo lên thôi, và tự nhiên mình được hưởng ké một cái mảng xanh đó rất là nhanh. Bạn sẽ thấy như vậy. Và như ngay sau lưng bạn đó là cái dây mướp tôi trồng thì nó lên rất là nhanh. Và cái này nó chỉ là một giải pháp tức thời thôi, trong cái giai đoạn đầu để giải quyết cái phần mảng xanh sớm, bởi vì mướp thì nó lên rất là nhanh nhưng mà khả năng là nó cũng sẽ tàn nhanh hơn. Thì mình phải có những cái dự phòng. Như ở đây tôi cũng trồng những cái dây khác, chẳng hạn như là chanh dây hoặc là cái dây rau rồng. Cây cối bao bọc chung quanh thì cũng là những cây cối rất là tự nhiên, chẳng hạn như là những bông giấy hoặc là cái cây khế hoặc là cái cây sơ ri, là những cây mà tôi nghĩ rằng nó rất là gần gũi và nó cũng lành tính nếu mà để nó trong một cái không gian sống của mình. Vì tiết kiệm để giảm thiểu chi phí xây dựng nên đòi hỏi phải sáng tạo nhiều hơn trong việc tận dụng